sau hàng nhật nội địa chào các bác. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2020, lâu lâu em không lên sóng cái con dao chặt Seki thì em thông báo các bác hiện tại là em vẫn còn nhá, em vẫn còn khoảng 20 chiếc dao chặt Seki loại rất là nặng và dày luôn. Con dao này thì này, các bác nhìn thấy Made in Japan này, nó nặng khoảng 9 lạng các bác, gần 1 cân luôn. Một con dao toàn bộ bằng thép không gỉ hết, dày khoảng gần 5 ly, uống bằng gỗ rất là đẹp. Chặt con này một phát, chặt thịt gà con nòn đứt phát đấy các bạn, nặng cực kỳ luôn, bản to, vừa thái vừa chặt được các bác nhé. Con dao này các bác vừa thái vừa chặt được, cái lưỡi rất là sắc luôn ạ, thái cũng rất là sướng tay, vừa thái vừa chặt rất là ngon đấy. Một con dao rất là nặng, con này thì em bán là 350 bao ship code toàn quốc cho các bác nhé, các bác không cần phải đặt cọc gì cả. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác chỉ cần nhắn tin cho em là lấy con dao Seki và số lượng bao nhiêu thôi, em sẽ trả lời lại ok với các bác và sẽ ship code cho các bác đến tận nhà. Các bác nhận kiểm tra hàng thì các bác thanh toán nhé. Giá 350 bao ship code toàn quốc. Chào các bác.